Drop it. Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 8 về LCD. Bài tập số 8 này nó sẽ yêu cầu chúng ta viết và mô phỏng chương trình nhập dữ liệu từ 0 đến 9 từ ma trận phím hiển thị lên dòng 1 của LCD. Khi nhấn phím A thì nó sẽ sắp xếp chuỗi dữ liệu đã nhập theo thứ tự tăng dần và hiển thị ở hàng thứ hai của LCD. Thì như mấy bài tập trước thì đầu tiên mình sẽ đi vào mạch nguyên lý. Vẽ mặt nguyên lý. Rồi để vào nguyên lý thì mình đọc lại cái đề bài và xem đề bài cần cái gì. Chúng ta sẽ viết và mô phỏng chương trình nhập dữ liệu 0 đến 9 từ ma trận phím. Là mình cần một cái ma trận phím. Ma trận phím sử dụng đây mình sử dụng ma trận phím 4x4. Rồi và một cái LCD. Một LCD 2 dòng thì mình lựa là LCD 16x2. Rồi, phím A này thì mình nó sẽ nằm ở trong cái phần ma trận phím 4x4. Rồi, vậy là thế mình đã đủ được những cái mình cần và còn một con F16887 nữa. À, còn một 16887 chứ không? 16F887. Rồi, và đây là chính là cái mặt nguyên lý của mình. Không, mình nói mở nhầm. Ở đây là mặt nguyên lý của mình. Trong đây thì mình sử dụng con điều khiển trung tâm đó chính là con bit 16887 và một cái LCD 16x2 và một ma trận phím 4x4. Như cái bài trước thì mình có sử dụng thêm một cái nút reset ở đây, nó vào chân reset của cái con bit và một cái mạch để tạo dao động ngoài. Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong việc vẽ mạch nguyên lý thì chúng ta sẽ đến phần thứ hai, đó chính là vẽ lưu đồ. Thì trước khi vẽ lưu đồ thì mình sẽ xem coi cái đề bài yêu cầu cái lưu đồ của mình như thế nào. Nó yêu cầu là mình sẽ viết một cái chương trình để nhập dữ liệu cái số từ 0 tới 9 từ ma trận phím hiển thị lên dòng 1 của LCD. Và khi nhấn phím A thì nó sắp xếp các chuỗi dữ liệu đã nhập theo thứ tự tăng dần và hiển thị ở hàng thứ hai của LCD. Thì sau khi đọc cái đề và thông tích thì mình đã vẽ được một cái lưu đồ như sau. Đây là lưu đồ của mình. Thì đầu tiên vào thì mình sẽ tiến hành là khai báo thư viện, khai báo biến, viết chương trình con và cấu hình các chân. Cái chương trình con ở đây á của mình đó chính là cái chương trình mà kiểm tra cái ma trận phím 4x4. Ma trận phím 4x4 lúc này là mình sử dụng ma trận phím này để xem là mình nhấn cái nút nào trên cái ma trận này. Chương trình kiểm tra này thì mình sẽ đi rõ hơn vào cái phần viết code, nhưng mà mình có thể nói nôm na là đầu tiên mình sẽ kiểm tra các cột là 1, 2, 3 và 4, và mình xem coi lần lượt ở những cái cột này mình nhấn vào một cái nút ở cái hàng nào. Thí dụ mình nhấn nút số 5 đi thì mình sẽ thì cái ma trận nó sẽ kiểm tra và nó biết là mình nhấn cái số ở cột 2 và hàng B, và từ đó là nó sẽ giải cái mã ra và nó cho mình biết cái mã phím lúc nãy mình nhấn là cái gì và sẽ được sử dụng ở dưới. Rồi, nó nôm na là thế. Và tiếp theo cái lưu đồ của mình thì công việc tiếp theo là mình sẽ khai báo hai chuỗi gồm 16 khoảng trắng. Là vì mình sử dụng một cái LCD là 16x2 nên mình sẽ cần là hai chuỗi, và hai chuỗi đó gồm 16 khoảng trắng. Tiếp theo là mình sẽ tiến hành là kiểm tra xem mình có nhấn cái nút nào hay không. Nếu mà mình nhấn một cái số nào đó từ 0 tới 9 thì nó sẽ hiển thị cái số đã nhấn đó lên trên màn hình LCD. Nếu mà mình không nhấn số mà mình đã nhấn dấu bằng thì nó sẽ tiến hành sắp xếp các chữ số đã nhấn theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Nếu mà mình không có số nào trên màn hình thì nó cũng sẽ không sắp xếp. Rồi tiếp theo là mình sẽ kiểm tra xem có nhấn nút on hay không. Nút on của mình là chính là nút này. Nếu mà có nhấn nút on thì nó sẽ clear màn hình LCD.
Rồi, còn nếu mà không thì nó sẽ quay lại cái bước kiểm tra. Sau khi lên màn hình thì mình quay lại bước bắt đầu, nó sẽ cho là chuỗi 1, chuỗi 1, chuỗi 2 là G16 quay ngắn. Đấy, vậy là mình đã hoàn thành xong được cái việc vẽ lưu đồ. Sau khi chúng ta đã vẽ xong lưu đồ thì chúng ta sẽ đến phần thứ ba, đó chính là phần viết code. Chúng ta sẽ viết code dựa trên cái lưu đồ lúc nãy chúng ta đã vẽ. Và đây là lưu đồ của mình và đây là đoạn code mà mình đã viết. Thì dựa vào cái lưu đồ thì mình sẽ bắt đầu là đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện, khai báo biến, viết chương trình con mà có hình cái chân. Đây mình khai báo thư viện, khai báo su clock, và đây là cái chương trình con của mình sử dụng cái chương trình này. Rồi, có hình cái chân, đây là mình có hình cái chân của LCD. Mình sẽ đi vào giải thích kỹ hơn cái phần code của ma trận phím 44 này. Thì mình đầu tiên mình sẽ khai báo cái phím là hàng cột mã phím và mã phím T. Thì mình đầu tiên mình sẽ đặt một cái bảng bảng mã phím này. Bảng mã phím này thì mình sẽ dựa trên cái con ma trận 4x4 này. Thì từ cái mã phím mà nó đọc từ cái ma trận 4x4, nó sẽ dịch ra được cái số tương ứng với cái mã phím đó. Thí dụ cái mã số 1A thì nó sẽ tương ứng với số 7, 1B thì nó là số 4, 1C nó là số 1, và cứ thế tương tự như thế cho đến hết. Thì đầu tiên cái chương trình con này mình sẽ cho nó tìm hàng bằng cách là mới đầu mình sẽ cho hàng là con viết ff. Nếu mà cái chân B1 gì B0 B1 B2 B3 này chân nào xuống mức 0 thì nó sẽ lấy tín hiệu ra. Thí dụ chân B0 xuống mức 0 thì hàng nó sẽ bằng 0. B1 xuống mức 0 thì hàng sẽ bằng 1. Và cứ thế cho đến B3. Rồi, vậy là mình đã lấy được tín hiệu của cái hàng. Rồi tiếp theo là đi vào cái phần chính này, chính là cái phần ma trận 4x4 đây. Đầu tiên mình sẽ cho MB nó sẽ bằng 0xFF. Sau đó mình sẽ cho cột chạy từ 0 tới 4. Với mỗi trường hợp là nếu mà ở cái trường hợp đầu tiên, nếu mà mình sẽ cho là pin B7, B7 tương ứng với cột số 1. Rồi mình sẽ cho nó tìm hàng. Rồi nếu mà tìm hàng nó thấy là nếu mà có cái hàng nào nhấn ở đây á, nếu mà có nút nào nhấn ở trong cái hàng một này á, thì nó sẽ sau đó nó sẽ cho cái hàng bút 2, mình sẽ cho cái B7 này lên mức cao. Sau đó dừng lại, bỏ qua cái bước sau. Và mình sẽ lấy trường hợp này là cột nó sẽ bằng 0. Nó sẽ nhảy đến đây. Và đây. Mình sẽ nếu mà hàng nó không phải là không biết FF thì mình sẽ cho mã phím nó sẽ bằng là mã phím cột cột nhân 4 và hàng. Thí dụ mình phát hiện nút nhấn là nút 1C thì lúc này cột nó sẽ là 1 và hàng nó sẽ là 3, thì mình sẽ có là cột nhân 4, 1 nhân 4 cộng với 3 là 7. Ủa không, là 0 chứ, 0 nhân 4 cộng với 3 là mình sẽ cho ra mã phím 3, mã phím 3 đó chính là số 1. Đấy, và mình sẽ biết được là mình đã nhập vào số 1. Và tiếp theo là cái chống dọi của cái ma trận 4x4 này. Thì chống dọi nó cũng tương tự như những cái chống dọi nút khác. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra xem nút nhấn cái MB này nó có khác khác không ít đến không. Nếu mà nó khác thì mình sẽ cho delay 10 giây sau, nếu mà nó vẫn tiếp tục khác nữa. Sau khi đã hoàn thành một viết code thì mình sẽ đến phần cuối cùng, đó chính là phần mô phỏng. Đây đây là một nguyên lý ban đầu mình đã vẽ, rồi mình sẽ tiến hành mô phỏng. Đầu tiên mình sẽ nhập các số ngẫu nhiên vào.
cái tướng với cái số mình nhập thì nó sẽ hiện lên. Ví dụ mình nhập số 8 nó hiện số 8, số 9 nó sẽ hiện số 9, số 4 nó sẽ hiện số 4. Rồi cứ như thế mình nhập và đến khi mình bấm dấu bằng nó sẽ tự động sắp xếp lại. Đây, sắp xếp từ bé đến lớn theo thứ tự từ trái sang phải. Nếu bấm nút on thì nó sẽ lia màn hình. Đây rồi mình tiến hành mình nhập lại 63 đi, sẽ tiếp là 6 3 16 1 5 9 6 3 4. Đây. À, chưa nhập số 2. 3 4 5 6 9 đây. Bấm on thì nó sẽ lia màn hình. Nút reset này cũng tương tự như nút on, lúc mình bấm thì nó cũng sẽ lia màn hình. Đây. Mình tiến hành nhập rồi. Đây, vậy là mình đã hoàn thành xong được bài tập LCD này. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong bài tập số 8.